Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog nha. Thì sáng nay bên khoa viên cho công an bảo vệ xuống canh túc trực ngay mộ cậu nè cô chú anh chị ơi. Công an đó. Người ta cho điều hành công an xuống để cho không có kẹt xe, tại bữa mấy bữa nay với ngày mai là đông dữ lắm. À, anh đứng đằng kia nữa cả. Ồ, anh đứng đằng chốt còn rảnh cả. Xa lẳng kìa. Bữa nay bên khoa viên tăng cường lực lượng mấy anh em công an để canh giữ để cho không có kẹt xe. Tại bữa nay với ngày mai là hai ngày chánh nên xe cậu nó cũng đông mấy cô chú anh chị. Nên bây giờ bên khoa viên người ta phải cử công an xã với mấy chú du kích để túc trực ngay mộ cậu để cho không có bị kẹt xe. Đó, mấy chú đứng đằng đây chú đứng đằng kia chú. Ngay mộ cậu à cô chú ơi. À, chú đứng cẩn nha. Xe kìa chú ơi. Chú kia chạy lại kia đứng rồi à, đứng là ngã ba đẳng à. Bữa nay rất là đông luôn á cô chú anh chị ơi, thấy xe qua lại tấp nập luôn á, không có ngừng nghỉ luôn. Đó, chú không mang vô tới nữa nè. Đeo cờ đỏ trên tay nữa kìa, quá dữ luôn. Bữa nay rất là đông luôn á thôi chú ơi. Bữa 24 mà mới 24 mà bên khoa viên là cử bên mấy anh công an xã với anh du kích để xuống ngay mộ cậu để canh xe, nhiều khi xe kẹt xe đồ cô chú. Này cái vòng hướng dương đẹp quá chừng luôn cô chú. Quá đẹp luôn ha. Vòng hướng dương. Trong mộ cậu á, vô mộ thôi.
Ngọc có hay gì chưa? Hãy dạ có hay gì chưa? Công an nhân quân quá tự vệ xuống quá chừng luôn đó. Chúng có vậy mà. Rồi trước của chú rồi sau của chú. Quá chậm. Tứ phía luôn bao vây. Theo khu mà theo khu hết. Theo khu đó đúng không? Anh khu nào? Anh khu còn nằm. Có chú kia đứng đằng đây. Rồi cái anh kia đứng đằng kia. Bảo vệ đứng trước cổng. Đúng rồi. Đứng gì tứ phía luôn. Kẹt vô quá trời nữa kẹt. Đó, công an tự vệ vô quá chừng luôn kìa. Quá trời luôn cô chú anh chị ơi. Trời ơi. Dẫn nhân quân đi bảo vệ an ninh trật tự á. Đứng tứ phía mẫu cậu luôn bảo vệ vô. Ê, cô kia nào bữa nay cô Sáu lên bà. Đó, cô Sáu thế nào cô Sáu cũng lên trước ngày chị luôn, trước Tết. Anh bảo vệ anh vô nói vậy. Có người tặng quà anh. Cho anh sợ tưởng kẹt xe á chị. Kẹt xe đâu? Anh tưởng kẹt xe ảnh đi mới đi ra đó. Cho anh vô cũng tính nói gì đó. Tính nói gì á? Chắc tính nói gì với mình. Bữa nay không mang tự vệ gì đứng bao dây tứ phía mộ cậu luôn. Dữ thiệt. Bữa nay quá trời xe luôn à cô chú ơi. Bữa nay đông. Làm gì mà bữa nay công an nó bao vây một cậu chứ vậy? Sao em? Đứng tứ phía luôn vậy? Đúng hả? Ngượng góc góc thôi. Ngượng góc mà. Bảo vệ. Làm gì bữa nay đứng tứ phía tùm lum dữ vậy? Bữa sáng mà bữa nay đông lắm ha. Đó, quá trời. Bữa nay với ngày mai hai ngày. Đây là tình hình buổi sáng ở một của kẻ xuống du lịch. Bên Hoa Duy cũng đều mấy anh văn phòng, văn tiền quân thành phố lại ha. Hỗ trợ. Hôm nay là ngày bảo vệ ngày mai các bạn rất là tập hợp đây bữa nay với ngày mai nữa. Bởi thì hai ngày à 245 ngày ở đông mà. Dạ, Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị ơi. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Cũng như ông bà cô chú anh chị có trên kênh của Bùi Hải, có thương Bùi Hải cho Bùi Hải xin một lượt like, lượt đăng ký để Bùi Hải có động lực làm những video hay nhất. Tại mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh gửi tới cho cô chú anh chị gần xa xa mặt. Nhau lần nữa Bùi Hải xin chào và hẹn gặp lại cô chú ạ.